Xin chào quý vị và bạn. Hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại Việt Nhật Auto tại địa chỉ 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc Toyota Vios. Đây là Vios E, số tự động, màu vàng cát, sản xuất 2017. Xe chạy được khoảng hơn 2 vạn và đang chào bán hơn 500 triệu tại Việt Nhật Auto. Các bạn quan sát thấy tổng thể của xe này. Biển Hà Nội nhá, rất đẹp, 88236. Cái bản Vios E số tự động này thì cũng mới ra mắt tầm khoảng tháng 10, tháng 11, 2016 và vẫn đang tiếp tục bán cho đến ngày nay. Mẫu này thì là mẫu của những năm cuối 2016, 17, 18. Còn xe 2019, mẫu 2019 thì có thay đổi chút ít. Tuy nhiên thì theo nhiều người đánh giá đây là cái mẫu xe mà được khách hàng yêu thích nhất. Cái form này thì giữ suốt từ năm 2014 cho đến bây giờ. Rồi bây giờ chúng ta ngó qua tổng thể một chút này. Thì tôi xin phép tổng kết lại nhé. Xe biển Hà Nội này, màu vàng cát, Vios E số tự động, sản xuất 2017, vẫn còn đăng kiểm đến gần cuối năm 2019 nữa. Xe thì đẹp nguyên bản, không lỗi lầm gì, và đang chào bán hơn 500 triệu. Chi tiết giá bán thì các bạn vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới. Rồi chúng ta ngó chút nhá. Đầu tiên là phần quan trọng nhất này, như thường lệ vẫn là phần đầu xe, máy. Đây là tổng thể khoang máy của chiếc Vios này. Nguyên bản chưa dọn gì cả, bởi vì hơn 2 vạn thì cũng không có gì để dọn cả. Rất là sạch sẽ. Toàn bộ tất cả các vị trí tay này, keo chỉ còn nguyên, ốc nguyên đánh dấu của nhà máy. Các bạn lưu ý là cái Vios đời này nha, chúng ta sẽ có một cái gọi là máy mới, hộp số mới này. Máy đua VTTI. Kiểm soát van nạp và van xả. Hộp số thì đây là xe hộp số tự động vô cấp. Nó sẽ không ồn, không giật và đặc biệt là rất là tiết kiệm xăng. Hộp số vô cấp trên Vios thì được đánh giá là tiên tiến nhất trong tất cả các xe phân khúc cùng đời. Hiện tại phân khúc hạng B chỉ có Vios và Honda City là chúng ta được trang bị hộp số vô cấp. Đây các bạn ngó qua khoang động cơ này. Rồi ok, bây giờ chuyển xuống 4 cánh cửa nhá. Thời lượng của video thì hơi ngắn nên là tôi sẽ sơ lược một chút thôi cho quý vị quan sát. Chủ xe thì rất là cẩn thận, một chủ từ đầu mà, rất giữ gìn, dán phim này, rồi là làm đầy đủ tất cả các nội thất. Thì lát nữa chúng ta sẽ xem nội thất chi tiết hơn. Ở đây các bạn nhìn keo chỉ này, không có một cái gì luôn nhá. Đó, đây là bên lái và sang bên phụ. Đây các bạn, đây là phần bên phụ. Nếu mà muốn xem chi tiết hơn cái xe này thì liên hệ với tôi, số hotline bên dưới nhá. Sau đó thì tôi sẽ bố trí cho các bạn xem xe thực tế. Cái Vios này, đời này thì chúng ta còn có một cái tên gọi khác mà viết tắt theo giới chơi xe, người ta gọi là Vios K. Đây các bạn thấy là nếu mà nhìn bên ngoài thì chúng ta sẽ chỉ biết nó là Vios E thôi. Số tự động, nó rất là giống Vios E số sàn thôi. Giống hệt luôn, nếu về bên ngoài không khác nhau gì cả. Rồi, cốp xe này. Cốp thì gọi là rộng mênh mông luôn. Xe thì không có va chạm đâm đụng gì cả nên là tôi cũng thôi, tôi sẽ không cạy những cái gioăng ra để cho quý vị xem nữa. Ở dưới này chúng ta có lốp dự phòng nhá. Chưa hạ lốp luôn. Chiếc xe này rất đẹp. Rồi ok, tổng thể thế bây giờ vào nội thất xem như nào. Đây chúng ta nhìn qua nội thất của xe chút này. Chủ xe rất là cẩn thận nhá. Dán phim cách nhiệt này, kín tất cả toàn bộ xe luôn. Bên trong này, mọc ghế da. Rất là mềm luôn, da xịn đấy. Khả năng là công nghiệp loại 2, loại 1, loại 2 rồi. Không phải giả da đâu. Ở dưới này này, chủ xe còn trang bị đầy đủ hết cả ốp bậc lên xuống này. Bậc trong, bậc ngoài làm hết. Hiếm có người mà giữ xe cẩn thận như thế này. Rồi ok, bây giờ vào thử trong xe nào, xem nội thất kỹ hơn chút. Xe đã chạy được 25.668 km. Cam kết km thực nhá, rất đẹp luôn.
ok. Đây các bạn thấy này, chủ xe còn trang bị cả đầu DVD, camera lùi, dán phim cách nhiệt trải sàn này, nguyên cả ống tượng nữa luôn. Điều hòa chỉnh cơ nhưng mà rất là mát. Điều hòa của Vios thì không thể chê được gì rồi. Cần số này, vô lăng đây các bạn nhìn vô lăng này, 2,5 vạn. Đấy, còn nguyên lì luôn. Xe này chủ xe đi dữ lắm, chúng tôi mua về cũng hơi giật mình với cái một chiếc xe đẹp như thế này. Cái đó chính là tổng thể của chiếc Vios E số tự động đời 2017 đang chào hơn 500. Quý vị các bạn có nhu cầu xem xe và tìm hiểu thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.